Thưa quý vị, giữa lúc bão đang cấp tập vào bờ, công tác tìm kiếm 3 tàu cá gặp nạn trên đường tránh bão số 9 vẫn diễn ra hết sức khẩn trương. Và sáng ngày hôm nay, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn cho biết đã điều tàu hải quân đi tìm kiếm các tàu cá gặp nạn này. Và đây là những tàu có khả năng chịu sóng cấp 10 nên hoàn toàn có thể đáp ứng được việc tìm kiếm trong tình hình thời tiết nhiệt này. Đại tá Lê Hoài Vũ, Phó Chỉ huy trưởng Trung tâm Quốc gia điều hành tìm kiếm cứu nạn cho biết, sau khi nhận được thông tin các tàu cá gặp nạn, quân chủng hải quân đã điều 2 tàu và 43 chiến sĩ đang trực ở khu vực gần tàu bị nạn cơ động tổ chức tìm kiếm cứu nạn. Vùng biển Khánh Hòa đang có sóng cấp 5 cấp 6, các tàu được điều động đi cứu nạn có sức chịu sóng được cấp 10. Trước khi rời bến, các tàu đã được tăng cường về trang thiết bị để đảm bảo an toàn cho người và tài sản. Được biết các tàu gặp nạn quay khu vực Hòn Tre, tỉnh Khánh Hòa, trong đó hai tàu mất liên lạc, một tàu bị phá đáy. Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và tỉnh Bình Định đang thông báo để các tàu hoạt động gần khu vực này tham gia tìm kiếm người mất tích. Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo tiền phương ứng phó bão số 9 cho biết, sáng ngày hôm nay 28 tháng 10, toàn bộ tàu thuyền đã thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Ngoài hai tàu bị chìm của Bình Định, hiện vừa có thêm một tàu cá gặp sự cố chết máy trên biển. Theo báo cáo nhanh của ban chỉ đạo tiền phương ứng phó bão số 9 về sức gió không thay đổi so với thời điểm 23 giờ ngày 27 tháng 10. Từ Đà Nẵng cho đến Bình Định là cấp 11 đến người 13 và giật cấp 15. Hiện tại toàn bộ tàu thuyền đã thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm. Riêng tại tỉnh Bình Định còn 46 tàu với 368 lao động đang di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm, giảm 46 tàu với 300 lao động so với thời điểm 23 giờ ngày 27 tháng 10. Hai tàu bị chìm và một tàu cá gặp sự cố chết máy trên biển. Hiện cho có thông tin về thiệt hại khác. Ban chỉ đạo tiền phương ứng phó với bão số 9 chỉ đạo các bộ ngành địa phương tiếp tục triển khai ứng phó với bão khẩn cấp và mưa lũ lớn, tích cực tìm kiếm cứu nạn hai tàu mất tích tại Bình Định. Bố trí lực lượng phương tiện ứng trực tại khu vực bão đổ bộ để có thể cứu hộ tàu khi có sự cố, sẵn sàng với lực lượng phương tiện cứu hộ trên đất liền để xử lý các tình huống, ra soát và triển khai phương án sơ tán người dân tại những khu vực thấp trũng, nguy cơ ngập sâu, sạt lở đất, lũ quét, sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư khắc phục các sự cố đê biển, hệ thống về lưới điện, thông tin, ưu tiên cho công tác chỉ đạo điều hành, cứu hộ cứu nạn, y tế, chỉ đạo vận. Thưa quý vị, theo dự báo, sau khi đổ bộ vào đất liền từ Đà Nẵng cho đến Phú Yên, bão số 9 sẽ tiếp tục đi vào khu vực Tây Nguyên với sức gió vẫn còn rất mạnh, khả năng gây mưa lớn, lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực này. Ghi nhận cho đến 10 giờ sáng ngày hôm nay, các tỉnh thành tại Tây Nguyên cũng bắt đầu mưa to tại nhiều nơi. Theo thông tin từ ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Gia Lai, trong tối ngày 27 và sáng ngày 28 tháng 10 trên địa bàn tỉnh Gia Lai bắt đầu có mưa và gió tương đối mạnh. Các huyện thị xã ở khu vực phía đông nam tỉnh Gia Lai gồm Kpang, An Khe, Grong Cho, Đắc Bơ có mưa và gió to. Hiện công tác triển khai ứng phó với bão số 9 đang được các huyện tích cực triển khai nhằm giảm thiểu các thiệt hại do bão gây ra. Vào sáng cùng ngày, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai cũng có văn bản cho hơn 400.000 học sinh từ mầm non cho đến cấp trung học phổ thông nghỉ học một ngày để tránh bão số 9. Còn tại Con Tum, tại trường trung học phổ thông Duy Tân, thành phố Con Tum, hàng trăm học sinh vẫn đội mưa đến lớp, nhiều học sinh được cha mẹ chở đến trường trong bộ áo mưa che kín. Khoảng 30 phút thì phụ huynh đã nhận được thông báo nghỉ học 2 ngày và quay lại trường đón con trở về nhà. Do ảnh hưởng của cơn bão số 9, nhiều tỉnh thành miền Trung đã có mưa to kèm theo gió lớn và sóng biển cao. Nhiều nhà dân đã bị tốc mái, cây cối ngã đổ. Riêng tại Quảng Ngãi, trong sáng ngày hôm nay 28 tháng 10 đã có 2 người tử vong và 5 người bị thương. Lý Sơn là địa phương đầu tiên bị ảnh hưởng trực tiếp bởi cơn bão số 9. Cho đến thời điểm hiện nay, Lý Sơn đang có gió rất mạnh, giết từng cơn kèm theo mưa to, gió lớn, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét. Mưa lớn và gió mạnh đã làm tốc một số mái nhà của người dân và trụ sở cơ quan như nhà thi đấu trung tâm thể thao văn hóa thông tin và trụ sở cơ quan thi hành án của huyện. Hiện nay thì toàn bộ huyện đảo đã bị mất điện. Theo báo cáo nhanh của ban phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, tính cho đến thời điểm hiện tại tỉnh Quảng Ngãi đã có 2 người thiệt mạng và 5 người bị thương. Mưa gió cũng đã làm chập điện và gây cháy một gian hàng ở chợ Nghĩa Phú thành phố Quảng Ngãi. Tại Bình Định, liên quan đến 3 tàu cá gặp nạn trên đường tránh bão số 9, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và tỉnh Bình Định đang thông báo để các tàu hoạt động gần khu vực này tham gia tìm kiếm người mất tích. Ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã điều tàu hải quân đi tìm kiếm các tàu cá gặp nạn này. Tại các tỉnh thành khác, mưa kèm theo gió mạnh cũng khiến cho nhiều nhà dân bị tốc mái. Hành hệ thống hồ chứa đảm bảo an toàn công trình và cắt giảm lũ cho hạ du. Để chủ động ứng phó với bão số 9, hạn chế thiệt hại khi tham gia giao thông trên các tuyến đường bộ. Cảnh sát giao thông sẽ xử phạt nghiêm các tổ chức cá nhân, phương tiện cố tình đi vào khu vực được cảnh báo nguy hiểm khi cơn bão số 9 đổ bộ. Cục cảnh sát giao thông và Tổng cục Đường bộ Việt Nam khuyến cáo các tổ chức cá nhân cần thường xuyên theo dõi thông tin về cơn bão trên các phương tiện thông tin đại chúng. Hạn chế tham gia giao thông nếu không thực sự cần thiết, phải tuân thủ hiệu lệnh của lực lượng cảnh sát giao thông và chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông. Đặc biệt là các chủ xe, lái xe khách Bắc Nam khi di chuyển trên các tuyến miền Trung từ Ninh Thuận đến Hà Tĩnh, nhất là khi qua các tỉnh từ Bình Định, Quảng Ngãi và Quảng Nam trong đêm ngày 27 tháng 10, 28 tháng 10 và 29 tháng 10. Cảnh sát giao thông sẽ xử phạt nghiêm các tổ chức cá nhân phương tiện cố tình đi vào những khu vực nguy hiểm, mặc dù đã có những hướng dẫn, cảnh báo để săn đe, phòng ngừa những vi phạm khác. Để chủ động ứng phó với bão số 9, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra, Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh miền Trung nằm trong khu vực bị ảnh hưởng bởi bão số 9 đã ra thông báo cho học sinh nghỉ học đến hết ngày hôm nay, 28 tháng 10. Thành phố Đà Nẵng cho 270.000 học sinh nghỉ học từ chiều ngày 27 đến 28 tháng 10. Quảng Ngãi đã cho chỉ đạo 280.000 học sinh nghỉ học từ 27 đến 29 tháng 10. Quảng Nam cho 356.760 học sinh từ mầm non đến trung học phổ thông nghỉ học từ 27 đến 28 tháng 10. Thừa Thiên Huế cho học sinh nghỉ học từ chiều ngày 27 tháng 10. Còn tỉnh Phú Yên cho học sinh nghỉ ngày 28 tháng 10. Các địa phương khác như Khánh Hòa, Bình Định cũng cho học sinh nghỉ học trong ngày hôm nay để phòng tránh bão lũ. Các trường học được yêu cầu trăng chống trường lớp, Nhà làm việc, nhà kho, cây xanh và các công trình xây dựng để phòng tránh gió bão làm tốc mái, ngã đổ, di chuyển tài liệu, sách vở, thiết bị và các phương tiện kỹ thuật đến nơi an toàn, tránh để ướt, hư hỏng, tắt các thiết bị điện khi phòng không có người làm việc. Bên cạnh đó, cán bộ giáo viên không được rời vị trí trực và ra khỏi nhà trong lúc bão. Và hoãn tất cả các cuộc họp, hội nghị không liên quan đến công tác chỉ đạo phòng chống bão lũ cho đến khi bão tan. Do ảnh hưởng của cơn bão số 9, cơn bão được dự báo là mạnh nhất trong vòng 20 năm trở lại đây. Ngành hàng không và đường sắt đã tạm dừng tất cả các hoạt động kể từ tối ngày hôm qua, 27 tháng 10. Cụ thể, Cục Hàng không Việt Nam quyết định dừng tất cả các hoạt động bay tại 4 sân bay, Chu Lai, Quảng Nam, Phú Cát, Bình Định, Đà Nẵng, Tuy Hòa, Phú Yên từ 18 giờ ngày 27 tháng 10 và dự kiến sẽ khai thác trở lại vào lúc 16 giờ ngày 28 tháng 10 riêng tại sân bay Pleiku, Buôn Ma Thuột dừng khai thác từ 21 giờ ngày 27 tháng 10 đến 19 giờ ngày 28 tháng 10. Trong ngày 28 tháng 10, hãng không Vietnam Airlines hủy toàn bộ 104 chuyến bay đến và đi từ các sân bay miền Trung, ảnh hưởng dây chuyền hàng trăm chuyến bay khác. Các hãng Vietjet Air, Pacific Airlines, Bamboo Airways cũng phải hủy và đổi lịch khai thác hàng chục chuyến bay. Ngành đường sắt cũng tạm dừng chạy nhiều đôi tàu Bắc Nam trong hai ngày 27 và 28 tháng 10. Tại ga Hà Nội, tạm dừng chạy tàu SE1, SE3 xuất phát từ ngày 27 tháng 10. Tàu SE7 xuất phát ngày 28 tháng 10. Tại ga Sài Gòn, tạm dừng chạy tàu SE4 xuất phát ngày 27 tháng 10. Tàu SE8, SE22 xuất phát ngày 28 tháng 10. Tại Đà Nẵng, tạm dừng chạy tàu SE21 xuất phát ngày 28 tháng 10. Hành khách có vé nếu không đi tiếp thì có thể sẽ được trả vé và không mất phí. Theo Tổng cục Khí tượng Thủy văn, bão số 9 rất nguy hiểm, mạnh nhất trong vòng 20 năm trở lại đây. Bão số 9 mạnh ngang với cơn bão sang Sen và Đà Nẵng năm 2006, mạnh hơn rất nhiều so với bão Đam vào Khánh Hòa năm 2017. Trước tình hình nguy cấp này, công tác về cứu hộ cứu nạn phải luôn được sẵn sàng ở mức độ cao nhất. Đặc biệt, 7 trực thăng đã được huy động sẵn sàng cứu trợ những nơi dự kiến sẽ bị cô lập. Cụ thể, vào tối ngày 27 tháng 10, đại diện sư đoàn 372 đóng tại Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã huy động 100% quân số ứng trực làm nhiệm vụ khi có lệnh, Đặc biệt, sư đoàn 372 sẵn sàng điều động 7 trực thăng và 100 cán bộ chiến sĩ để chuẩn bị có tình huống cứu trợ cho những địa phương bị cô lập sau bão. Trong khi đó, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng cũng huy động 1.000 cán bộ chiến sĩ gồm 442 bộ đội thường trực cùng 3 xe thiết giáp, 54 ô tô các loại, một xe cứu thương để phòng chống bão.